và đây là những con giáp gặp tam tai năm Quý Mão 2023. Theo như chu kỳ năm Quý Mão 2023, các tuổi rơi vào hạn tam tai chính là Thân, Tý, Thìn. Tuy nhiên điểm mấu chốt ở đây là năm Quý Mão, người tuổi Thân, Tý, Thìn phạm tam tai năm thứ hai, lúc này khí hành thủy suy, trường hợp nào cũng nên bổ sung thủy khí để vận trình tốt hơn. Bổ trợ ngũ hành là phương pháp mấu chốt. Các bạn có thể sử dụng các loại đồ phong thủy bổ trợ như vòng đá mã não đen. Theo ngũ hành thì những người mệnh mộc và thủy nên sử dụng vòng đá mã não đen để có thể phát huy được hết sức mạnh và tác dụng của nó, giúp thủy vượng, bổ trợ ngũ hành cho cả ba tuổi tam tai năm 2023, được mix cùng bánh xe pháp luân, mặt Phật giúp khởi bồ đề tâm. Ngoài ra nên mang theo túi tam hay còn gọi là lệnh tam tai có công dụng trừ tà, cải vận, xua đuổi vận đen đeo bám. Trong túi tam tai có 7 viên đá quý tạo ra năng lượng chống lại vận xui, đẩy mạnh tài vận, mang lại may mắn, bình an, phước lành cho người sở hữu. Ngoài ra, trong túi tam tai còn có thẻ cung hoàng đạo và hoa huệ, những vật phẩm này giúp giải hạn tam tai.